Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hương Giang liên tục xuất hiện với diện mạo kém sắc sau loạt ồn ào. Hương Giang trong mình hạt sương mai khi diện pyjama để mặt mộc chụp ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng ở núi Yên Tử, Quảng Ninh vài ngày trước. Nhiều khán giả ngỡ ngàng xót xa khi thấy hoa hậu dị giới quốc tế trong tiều tụy sau thời gian đầy sóng gió. Dù tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật, Hương Giang cho biết hiện cô bận rộn với vai trò CEO một nhãn hàng mỹ phẩm. Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh cô diện váy tím chuẩn bị tham gia một cuộc họp ở Sài Gòn, sau đó lại bay đi Hà Nội cùng ngày để dự sự kiện của công ty. Hương Giang cho biết thời gian này cô tập trung làm kinh doanh, chuẩn bị các dự án mới nên ít hoạt động trên mạng xã hội. Tạm thời tôi ngưng nhận lời mời game show để đảm đương công việc ở công ty và thay ngén một sản phẩm âm nhạc mới. Tôi mong được mọi người ủng hộ. Hương Giang đã ra thủ đô để dự lễ, trao xế hộp cho một nhân sự xuất sắc làm việc chung tập đoàn mỹ phẩm với cô hôm 19 tháng 11. Hoa hậu được các cộng sự cấp dưới yêu mến, tin cậy. Nhiều khán giả động viên Hương Giang vững tinh thần, không quên chăm sóc bản thân để luôn xinh đẹp và tỏa sáng. Sau ồn ào bị anti-fan lập group kính tẩy chay, Hương Giang thận trọng hơn trong mọi phát ngôn. Mới đây cô khoe ảnh diện áo dài trắng, nét mặt buồn mang mát. Các fan của hoa hậu chuyển giới đã ra tiếc nuối khi không được thấy người đẹp xuất hiện ở chung kết hoa hậu Việt Nam hôm 20 tháng 11. Những lùm xùm thời gian qua khiến Hương Giang trưởng thành, bình tĩnh và đầm thắm hơn. Cô thấy ấm lòng vì vẫn có bạn trai Mét Liêu bên cạnh động viên, chia sẻ. Hôm 21 tháng 11, chàng CEO người Singapore tự làm những tấm thiệp dễ thương, kỷ niệm năm tháng yêu Hương Giang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.